Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Old Jaxa. Tiếp nối những gì còn dang dở về những cái tên Hán Việt của các loại khủng long, chúng ta sẽ tiếp tục với 11 chi tiếp theo trong phần 2. Mình cảm ơn những tương tác tích cực và những góp ý của mọi người trong phần trước và hy vọng rằng phần 2 vẫn giữ được điều đó. Để xem lại phần 1, các bạn có thể tìm lại trên kênh, mô tả hoặc bình luận nhé. Video này được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn có thể để lại bình luận góp ý ở bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe và bật chuông thông báo rồi chúng ta cùng đến ngay với những nội dung chính thôi nào. Mình có một số lưu ý nhỏ xin phép gửi đến các bạn. Mặc dù video nói về tên Hán Việt của khủng long, nhưng để các bạn đỡ thắc mắc, thì mình sẽ nói những chi là nhân vật chính của video này, còn những chi khác xuất hiện để bổ trợ cho nội dung, mình vẫn sẽ gọi chúng với danh pháp quốc tế bằng tiếng Anh để không bị tiết lộ tên trong những phần sau. Mong các bạn thông cảm. Số 11. Cự thú long phương Nam Giganotosaurus. Danh pháp của Giganotosaurus có nghĩa là thằng lằn khổng lồ phương Nam, còn khi dịch sang Hán Việt cũng dài không kém là cự thú long phương Nam, là một chi khủng long theropod thuộc họ các Carodontosauridae. Cự thú long phương Nam Giganotosaurus có kích thước nhỉnh hơn đôi chút so với T-Rex và tiến hóa sớm hơn vài triệu năm. Điều này có nghĩa là cuộc chạm trán giữa hai con quái vật nổi tiếng này khó có thể xảy ra. Cự thú long phương Nam Giganotosaurus là loài săn mồi đỉnh cao ở Nam Mỹ vào cuối kỷ phân trắng khoảng 97 triệu năm trước. Loài khủng long này dài 13,5 mét và có trọng lượng ngang bằng T-Rex là 10,4 tấn. Nó có hộp sọ dài 1,3 đến 1,8 mét và có nhiều răng cưa có tác dụng xé thịt. Giganotosaurus là loài săn mồi nhanh nhẹn, cũng có một số nghiên cứu cho rằng nó là loài săn mồi theo bay. Điều này sẽ có lợi vì nó phải hạ gục những con khủng long sauropod lớn làm con mồi. Số 12. Xa xỉ lông Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus là họ hàng của cự thú long phương Nam Giganotosaurus khi cùng họ Carcharodontosauridae. Cái tên Carcharodontosaurus được dịch là thằng lằn răng cá mập, khi dịch sang Hán Việt là xa xỉ lông. Cái tên này là từ một bạn viewer gửi cho mình. Giải thích đơn giản là vì loài khủng long này có bộ răng tương tự như một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất hiện nay, đó là cá mập trắng lớn. Những chiếc răng cưa khổng lồ của loài khủng long này được thiết kế để cắt xuyên qua thịt con mồi một cách tương đối dễ dàng, nhưng không có khả năng nghiền nát xương. Nó có chiều dài từ 12 đến 12,5 mét và nặng từ 5 đến 7 tấn. Xa xỉ lông Carcharodontosaurus sống ở Bắc Phi cùng với loài Spinosaurus to lớn không kém. Nó săn mồi chủ yếu là khủng long sauropod, loài khá phong phú ở Bắc Phi vào cuối kỷ phân trắng khi loài khủng long này còn sống. Con mồi điển hình của loài khủng long này có thể bao gồm một số loài sauropod lớn nhất mọi thời đại, chẳng hạn như Paralititan và Aegyptosaurus. Số 13. Kích lông Irritator. Dù là anh em họ hàng với nhau, nhưng tên Hán Việt của Irritator nghe oách hơn nhiều so với Big Size một thời. Chắc anh em biết ai rồi ha. Irritator là một chi khủng long chân thú thuộc họ Spinosauridae, sống ở nơi hiện nay là Brazil, thuộc hệ tầng Alien vào đầu kỷ phân trắng khoảng 110 triệu năm trước. Tên Hán Việt của nó là kích lông. Sự tồn tại của kích lông Irritator được biết đến là từ một vụ buôn lậu hóa thạch. Khi đó hộp sọ của chi này đã bị chỉnh sửa khiến việc phục dựng lại nó rất khó khăn. Và thái độ bực dọc của các nhà khảo cổ khi thực hiện công việc này cũng chính là nguồn gốc cho cái tên kỳ quặc được đặt cho chi khủng long là Irritator. So với các Spinosaurus khác, kích lông Irritator có kích thước tương đối nhỏ so với chiều dài chỉ khoảng 6,5 đến 8 mét. Chúng có cấu tạo hộp sọ rất giống với Spinosaurus, đồng thời cũng có các răng dạng nón không có răng cưa thích hợp cho việc bắt cá. Lỗ mũi của chúng nằm cao gần đỉnh đầu, phù hợp với việc bơi lặn dưới nước. Đây cũng là những điểm khác biệt so với Spinosaurus khi Irritator có lỗ mũi to và quay về phía trước nhiều hơn. Số 14. Liềm đao lông Gerizinosaurus. Gerizinosaurus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằng lằn lưỡi hái, khi dịch sang Hán Việt sẽ là liềm đao lông. Liềm đao lông Gerizinosaurus là loài động vật có móng vuốt dài nhất, cả khi còn sống và đã tuyệt chủng. Loài khủng long này được phát hiện vào năm 1954, nhưng trong nhiều năm sau phát hiện đầu tiên, người ta chỉ biết đến bộ móng vuốt khổng lồ. Cái tên liềm đao lông Gerizinosaurus dùng để chỉ những móng vuốt dài hình lưỡi hái trên cả ba ngón tay của loài khủng long này. Mặc dù những móng vuốt khổng lồ của loài khủng long này trông giống như dùng để xé thịt, nhưng cách sử dụng của chúng lại giống với công cụ cào thực vật hơn.
Liêm đao lông Ceratosaurus rất có thể là loài động vật ăn cỏ và có móng vuốt dài chủ yếu được sử dụng để tóm và cắt thảm thực vật. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài này, các bạn có thể tìm xem lại trên kênh hoặc video đính kèm ở phần mô tả nhé. Số 15. Ngưu lông Carnotaurus. Carnotaurus là một chi khủng long theropod sống ở Nam Mỹ vào cuối kỷ Preta. Tên của nó khi dịch sang Hán Việt là ngưu lông. Lý do là vì nó có hai chiếc sừng nổi bật trên đầu, giống như sừng của một con bò đực. Các chuyên gia cho rằng những chiếc sừng này có thể hữu ích cho các cuộc cạnh tranh giữa các loài khủng long này để giành bản tin, tương tự như cách những con bò đực hiện đại tranh giành nhau. Ngoại hình và hành vi đặc biệt này đã mang lại cho loài khủng long này cái tên là khủng long bò đực. Ngưu lông Carnotaurus là loài săn mồi đáng gờm ở Nam Mỹ vào cuối kỷ Preta. Mặc dù có thân hình nhẹ so với các loài khủng long ăn thịt đáng chú ý khác, ngưu lông Carnotaurus vẫn đạt chiều dài ấn tượng trung bình từ 7,5 đến 8 mét và có cân nặng rơi vào khoảng từ 1,3 đến 2,7 tấn. Số 16. Kiếm lông Stegosaurus. Stegosaurus là một chi khủng long phiến sừng thuộc cận bộ Stegosauria, sống từ kỷ Jura muộn thuộc giai đoạn Cimmerid đến tiền Tithonia ở miền Tây Bắc Mỹ ngày nay. Stegosaurus có nghĩa là thằng lằn mái già, nhưng khi dịch sang ngôn ngữ Hán Việt sẽ là kiếm lông. Kiếm lông Stegosaurus là một trong số nhiều loài khủng long lần đầu tiên được thu thập và xác định trong cuộc chiến tranh xương. Kiếm lông Stegosaurus bốn chân là một trong những chi khủng long dễ nhận dạng nhất, do có hai hàng tấm hình diều đặc trưng, một thẳng đứng, dọc theo lưng tròn và hai cặp gai dài kéo dài theo chiều ngang gần cuối đuôi. Thời gian gần đây, hóa thạch của kiếm lông Stegosaurus non đã được tìm thấy. Một mẫu vật này được phát hiện vào năm 1994 tại Wyoming, dài 4,6 mét và cao hơn 2 mét, với ước tính nặng 1,5 đến 2,2 tấn. Nó được trưng bày tại Bảo tàng Địa chất của Đại học Wyoming. Số 17. Mỹ hợp lông Compsognathus. Compsognathus là một chi khủng long theropod khá nhỏ với kích thước chỉ bằng một con gà Tây. Tên của nó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thanh lịch. Tên Hán Việt của nó cũng sẽ mang hơi hướng như vậy, đó là Mỹ hợp lông. Mỹ hợp lông Compsognathus sống vào cuối kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước. Thường được gọi là một trong những loài khủng long nhỏ nhất thế giới. Mỹ hợp lông Compsognathus nặng khoảng 2,5 kg và dài chỉ 1 mét. Có một số hóa thạch cho thấy phần còn lại của một con thằn lằn nằm trong khoang ngực. Điều này cho thấy Mỹ hợp lông Compsognathus săn bắt các loài động vật có xương sống nhỏ. Mỹ hợp lông Compsognathus là một trong những loài khủng long phổ biến. Trong một thời gian dài, nó được coi là độc đáo về kích thước nhỏ của nó. Loài khủng long này cũng đã xuất hiện trong loạt phim Jurassic Park. Trong bộ phim Jurassic Park The Lost World, Jurassic Park 3 và Jurassic World Fallen Kingdom cũng như Jurassic World Dominion. Mình cũng đã có làm một video về các sinh vật thời tiền sử xuất hiện trên phim. Các bạn có thể tìm xem lại trên kênh hoặc ở phần mô tả nhé. Số 18. Khủng trảo lông Deinonychus. Deinonychus là họ hàng gần lớn hơn một chút của loài Velociraptor nổi tiếng. Nó cũng là một trong những loài Dromaeosauridae nổi tiếng nhất. Tên của nó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là móng vuốt khủng khiếp. Một số bạn đã đoán ra được tên Hán Việt của nó. Chính xác, nó là khủng trảo lông. Khủng trảo lông Deinonychus dài 3,4 mét này sống ở Bắc Mỹ khoảng 108 triệu năm trước. Giống như các loài khủng long ăn thịt khác, ngón thứ hai trên mỗi bàn chân của khủng trảo lông Deinonychus có móng vuốt hình liềm nổi bật. Ngoài ra, nó còn có bàn tay to với 3 móng vuốt lớn ở mỗi chi trước. Khi khủng trảo lông Deinonychus được phát hiện vào những năm 1960, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nó là loài săn mồi nhanh nhẹn. Điều này đã thay đổi nhận thức rộng rãi rằng khủng long là loài động vật chậm chạp, y ạch, và làm dấy lên cuộc tranh luận về việc khủng long là loài bò sát máu lạnh hay máu nóng. Số 19. Lương lông Diplodocus. Diplodocus là một chi sauropod lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1877 bởi Samuel Wendell Williston. Danh pháp của chi này được đặt bởi nhà khoa học huyền thoại Othniel Charles Mark vào năm 1878. Là một thuật ngữ Latin phát sinh từ tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là hai dầm đỡ, nhằm chỉ vào cặp xương hình chữ V giống dầm đỡ ở mặt dưới cây đuôi. Khi đó được coi là khá độc đáo. Tên Hán Việt của Diplodocus là lương lông. Lương lông Diplodocus thuộc hàng là những chi khủng long dễ nhận biết nhất bởi kiểu dáng điển hình của loài khủng long sauropod, đuôi và cổ dài cùng hai cặp chân trụ vững vàng. Trong quá khứ, chúng từng được coi là loài khủng long dài nhất từng được biết đến. Lương lông Diplodocus carnegii hiện là loài khủng long dài nhất dựa trên bộ xương hóa thạch khá hoàn chỉnh với chiều dài khoảng 24 đến 26 mét. Khối lượng được ước tính nằm trong khoảng 12 đến 14,8 tấn. Số 20. Trọng trào lông Baryonyx. Baryonyx là một chi khủng long chân thú thuộc họ Spinosauridae, tức là nó có quan hệ họ hàng với Spinosaurus, sống ở kỷ phân trắng khoảng 125 đến 130 triệu năm trước.
Baryonyx trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là móng vuốt nặng, có thể là do móng vuốt to lớn của nó. Tên của nó trong ngôn ngữ Hán Việt còn có nghĩa là trọng rào lông. Tên này ám chỉ móng vuốt khổng lồ trên các ngón tay của loài khủng long này. Các móng vuốt của nó dài khoảng 31cm, nằm ở những ngón đầu tiên của mỗi chi trước dài như thế này, trong khi các móng vuốt còn lại có kích thước đều đặn. Trọng trào lông Baryonyx có hộp sọ độc đáo trông giống như hộp sọ của cá sấu hơn là của một loài khủng long thông thường. Đây là loài khủng long đầu tiên được xác nhận là có chế độ ăn cá. Điều này được chứng minh bằng sự hiện diện của vảy trong dạ dày của loài khủng long này. Chi trước dài và móng vuốt khổng lồ của trọng trào lông Baryonyx có lẽ rất hữu ích để bắt cầu mồi. Số 21. Cầm lông Iguanodon. Iguanodon là một loài khủng long ăn cỏ sống vào thời kỳ đầu kỳ phân trấn. Danh pháp của nó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là răng kỳ nhông, nhưng tên Hán Việt nghe qua thì không liên quan cho lắm, đó là cầm lông. Hóa thạch của nó được phát hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào năm 1825, khiến nó trở thành một trong những loài khủng long đầu tiên được phát hiện. Cầm lông Iguanodon là loài khủng long bốn chân, nhưng nó cũng có thể di chuyển sang tư thế hai chân khi cần thiết. Cầm lông Iguanodon là một loài khủng long cồng kềnh. Mặc dù có kích thước tương đương với một con voi châu Phi, nhưng các chuyên gia ước tính trọng lượng của nó nặng gấp đôi một con voi. Loài duy nhất được hỗ trợ bảo quản hóa thạch tốt là cầm lông Iguanodon benedictensis, ước tính trung bình nặng khoảng 3-4 tấn, cao từ 4-5m và dài khoảng 10m. Một số mẫu vật có thể dài tới 13m. Vừa rồi là 11 cái tên Hán Việt khủng long tiếp theo mà anh em mua Joyce muốn gửi đến các bạn viewer thân yêu. Để xem lại phần 1, các bạn hãy tìm ở phần mô tả và bình luận nhé. Các bạn yêu thích hay hứng thú với cái tên nào, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.